Ngoài đậu thôi ra có món gì thôi nhưng mà ngon. Hi nè, xin chào mọi người, mình là Chuchu. Bunoc là một món ăn nổi tiếng là Thúy ở Trung Quốc. Thế nỗi mà anh shipper ship đồ ăn không ăn được món này mà mỗi lần thấy khách đặt là muốn hủy đơn, muốn nghỉ việc luôn. Hôm nay tôi sẽ dẫn mọi người đi qua Bunoc nổi tiếng ở Hàng Châu. Vừa mới bước xuống xe một cái mùi thúi nó sọc vào mũi. Người khách đi ngang qua không biết là tượng vợ ông cống hay là nhà vệ sinh của các khu này quên đóng cửa. Quán nó được thiết kế theo phong cách phù cổ, cảm giác giống như là Trung Quốc của ngày xưa đó. Quán rất là đông nên tôi phải chiếm cái ghế ngồi đợi người khác ăn xong mới có bàn để ăn. Đây là chỗ các cô nêm nếm đồ ăn và giao đồ cho khách. Ốc nướng muốn ăn bao nhiêu thì ăn và cả nhiều đồ ăn kèm khác nữa hoàn toàn miễn phí. Trứng rán cần mật. Món trứng rán này rất là đặc biệt, mùi vị chưa ăn lần nào. Rán cho mỏng dính, trong cái mùi vị giống như là phần trứng bị chiên chơi cháy, rất là thơm. Xong có thêm nước sốt đặc biệt của họ nữa. Dồ heo cũng là được chiên lên xong cái có nước sốt đặc biệt. Nhớ lưu lại để mai sau này có cơ hội thử nha, rất là đáng để thử. Canh củ sắn, còn gọi là khoai mì. Nước đường đỏ không có sai là gì nhưng mà kết hợp với củ sắn rất là hợp. Hơi bất ngờ vì nó mát giống như là bỏ tủ đá vậy đó. Bunoc bây giờ muốn lên cao không có được. Đừng có nói bún ốc thúi mà tội nghiệp, nó thúi là do cái mần chùa. Trong mần chùa có thành phần cresol, theo nghiên cứu thì trong cũng có cái thành phần này, cho nên nó thúi giống như là. Nhưng một khi đã ăn thì sẽ thấy ngon, những người vào quán này là đều ăn được, đôi khi ăn vào là sẽ thấy thơm. Mình đã ăn loại bunoc đóng gói nhưng mà thua xa cái này nha, nó chưa ngon vì chưa tìm được quán ngon thôi. Có cơ hội nhớ qua Trung Quốc thử nha. Bunoc mình order có để cay nên là khi ăn bunoc mà kết hợp với nước củ sắn mát mát lạnh lạnh rất là tuyệt vời. Mấy bạn đã và đang chuẩn bị phô lê tươi cũng rất là tuyệt vời. Cảm ơn.